Trái tim vàng em được vào, dù tình xót xa chung thân huyền đào, ngủ ngồi với chim bao nỗi niềm mặn xanh sao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa, gọi trái tim sao em ngò hồn tái tê năm cân thần thơ, nhìn lòng mắt giăng tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhung anh trong đời chờ, nên tiếng kêu nghe bè bàng. Để anh có thừa tiếng mang mà em không chút hỏi han. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nhìn chung đèn mờ hát. Sai cung tình này cũng mong lung, tìm em mãi khó để anh lạnh lùng. Gõ cửa trái tim sao em ngò hồn tái tê năm cân thần thơ, nhìn lòng mắt răng thơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh trong mà em không chút hỏi han. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nhìn chung đèn mờ hắt hiu, cô đơn tận cùng đang lờ phim sai khung, tình này cũng mong lung, tìm em mãi khó để anh lạnh lùng. Đang lỡ phim sai cung tình này cũng mong lung, tìm em mãi khó để anh lạnh lùng.
Vâng, xin được cảm ơn Đăng Nguyên và xin được cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị đã dành tặng cho ca khúc Gõ Cửa Trái Tim với phần dự thi của thí sinh Đăng Nguyên. Và Đăng Nguyên thân mến, ngay lúc này bạn hãy hướng về phía nhạc sĩ Bá Lân, bạn sẽ được nghe những lời nhận xét của nhạc sĩ. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Bá Lân ạ. Đây là cái tiết mục mà từ đầu đến giờ là tôi nghe ca sĩ hát rõ lời nhất. Bạn hát có nội lực rất tốt. Từ đến đây là từ đầu đến đây là tiết mục thứ năm. Tôi mới nghe là tôi cứ lầm tưởng là mấy cái ca sĩ lần đầu, tôi cứ nghĩ rằng là sợ âm thanh có phần hạn chế hay không. Thôi, nó để chung nó như thế, nhưng mà đến bạn thì hát rất là rõ ràng, chứng tỏ là bạn có cái nỗ lực, có lại cái kỹ thuật thanh nhạc cũng biết. Nhưng mà cũng lưu ý một vài cái chỗ, có những cái chữ rất là khó, nhại chữ lấy hơi, ví dụ như chữ lạnh lùng. Lạnh lùng mà nói mà cái đài cái hai cái chữ này nó lại nằm ở cuối câu nữa, nên cố gắng thể hiện sao cho nó liền hơn. Nhiều lúc ta lạnh lùng mình nghe nó bị, nhưng mà người ta là đi luôn là lùng cái làng hơn người ta. Nên ví dụ người ta nói lạnh lùng nó đi liền, còn mình lạnh nó bị. Ví dụ nên thành ra là trong cái cách lấy hơi phải cũng lưu ý, cho còn bạn hát thể hiện rất là tốt. Xin cảm ơn.